I'm joking. Stop. Em biết rồi, em biết được hết à? Biết hết, em biết hết. Quá là kêu. Sale khủng nhân dịp khai trương shopdicom.com có gì nào? Sao tất cả các dịch vụ mới trên web? Danh mục nick đa dạng tha hồ lựa chọn giá rẻ nhất thị trường. Shop nick chính thức của Gcom, shopgcom.com. Gcom chuyên phân phối nick Hàn Trung Quốc. Đi làm cái banner đi anh Hiếu, đi làm cái banner đi anh Hiếu ơi. Chuyên nick Hàn, nick Trung Quốc, giá rẻ nhất thị trường. Mày đừng có bốc quét. Chúng ma là lúc trước thì sát thủ đọc lệnh hoàng tử nhập số thánh vương lươn lẹo, giờ thì chủ tịch bán ơ cao toàn server. Làm thế thì lại mua thêm cái đồng hồ Hablo nữa thôi. Sao anh ơi? Anh Hiếu ơi, nhập nick cho em bán đi không? Em bán chỉ tiêu mỗi ngày 30 nick, ok chưa? 1 triệu một nick à? 1 triệu một nick, một ngày bán khoảng 30 đến 40 cái nick, ok chưa? Ok. Nhập cho em đi. Luôn 2000 nick nhá. Nhập 2000 cái Trung Quốc đi. Thế tuyển thêm một bạn gọi là support hướng dẫn tải game cho khách hàng, ok chưa? Cần gì? Quay cái clip là đủ. Thì nhiều người người ta thích gọi là tip thêm cho mình để mình cài, mình team view mình cài người ta, ok? Ok. Dạ, tip cài lấy thêm 200. Ừ, 500. Nani? Thôi. Ok. Ta là mua đất 1 triệu rồi mà, thôi lấy 250. 250, ok, 250. Theo lửa giá. Ok, 250, ok. Đây là combo anh em nhá, combo mà tải với lại là mua đất là 1 triệu 250. 250, ok. Yeah. Giá hợp lý luôn đấy. Quá hợp lý luôn. Anh em nào ai muốn nick Trung Quốc thì inbox nhá. Cái combo mà Trung Quốc với hàng là trình nó xem nhau anh em. Nếu mà anh em chỉ mua nick không thì 1 triệu một cái. Còn anh em muốn có một người team view gọi là support tận tình tải game cho mọi người thì cái combo của nó là 1.250.000 nha mọi người. Đến đồng giao quá. Tất cả những cái vấn đề thì mọi người như kiểu mọi người mất nick hay là gì đấy thì sẽ có người gọi là bảo vệ. Ở đây chúng ta không chỉ là một cái nick mà chúng ta chơi, chúng ta phải bảo đảm được cái nick của chúng ta lúc nào cũng là của bản thân mình, đúng không? Đúng là như vậy. Chứ không phải những cái hàng vớ vẩn, hàng lậu, hàng là phải có bảo hiểm đàng hoàng. Mà mất nick xong thì mình mua tên nick mới. Anh nhiều nói tí, ok. Ok, lớt ơi. Đâu, chủ toàn mất là do chủ chửi bậy, do chủ chat tiếng Việt. Còn mất mà do kiểu IP người ta cấm ấy thì mới lấy lại. Chứ các bạn chửi nhau quay bảo hiểm cho các bạn. Chat ban ác thì cút, chat ban ác thì chịu. Nói chung là không làm gì mà bị ban thì mở được, ok. Không làm gì mà bị ban thì mới được. Quét IP là mở được, gọi là như đích hàng đấy, bảo hiểm. Còn mà như chửi nhau như Duy Còm hay gì ông Hoàng độc lịch thì là cúc. Lên nè. Về nghe. Chúng chẳng minh chứ. Chưa thấy Khazit nha, Khazit sau lưng anh nè. Khazit sau lưng anh nè. Nó sẽ bắt anh nè, đây nè. Biết mà. Cố lên, lao chúng nó chết anh hiểu. Cho em. Ok. Ok mà. Đừng nói nữa em ơi. Enemy spotted. Ê. Nha, còn Manfire nó đi roam mà mít rồi sao á? Nó ló trên này, nó vừa đi lại á. Thấy nó cứ lắp ló ở giữa xong. Quanh đây này. Nó có rồng nha. Nó mới cắm mắt này. Anh Hiếu ơi, Khazik đi. I'm joking. Boom. Luôn trời. Không em ơi, rồng luôn em ơi. Đèn đi. Khỏe đấy nhở?
Tôi xong rồi. Dòng ghê ấy. Ghê mà. Dòng mà đánh ghê lắm. Em đang qua, em đang qua anh hiểu ấy. Dòng này ghê lắm. Đời. Ôi lùi đi anh hiểu ấy, lùi đi anh hiểu. Thằng canh con này. Đây à, anh nghỉ mày mình... cho nó nét sớm em ơi. Lên như nó gà vì đái. Xin sẵn lý. Còn lại rồi. Anh dòng nhanh. Chúng chẳng minh chứ luôn. Cái game mà ao chết quá. Hay quá thế rồi. Vào đây bắt lẻ cái đi anh ơi. Rét lại về. Đừng im đi, đừng im đi mấy ba. Dạ mấy đó. Rồng á. Rồi nó hút luôn anh ơi. Hút luôn anh, đợi rét đi. Với tí anh hiểu ấy. Đi lùi. Hiểu thằng lắc khi ở cái góc có nên đi luôn. Ê, giết được con rồng rồi nha. Giết được không? Giết thằng AD đó. Chúng chẳng minh chứ. Dòng được ấy, dòng ấy anh hiểu ấy, bọn yếu hết này, Ra dòng đi anh hiểu ấy, ra mở dòng ấy, Đó, em tê lê này. Ăn nhanh đi anh ơi, kệ nó, không muốn rồng còn lặn ra đấy. Em ơi, không sợ mai á, chờ con không cắt. Thôi đánh nhau đi, đánh nhau đi. Anh lao này, Con rồng ra kìa. Rồng không đồng hồ thì phải. Rồng không đồng hồ. Ăn nhanh đi ông AD, hồi máu được á. Con rồng kìa. Anh hiểu ăn đi, em biết rồi. Rồng sau này. Ok chưa, dòng mít này, anh hiểu không? Ơi, ca giết ra, chết hết em này. Bị máu à? Đây, Van fire cẩn thận, hồi đồ đấy nhá. Thôi bỏ đi, nó tia, chưa có đâu. Thằng rồng này dợ ghê không? Thế thì chính tỏ nó đánh mà. Nó đánh khoảng 34-35 trận thì nó thắng 32 trận. Quá cờ. Có đồng, hồ anh ấy, đừng ra vào nó, kệ nó. Wow, AD sắp chết kìa. Để cho lắc chói đấy, Hay quá, lắc rồi. Chết, từ. AD về đây mày. Bỏ đi hết, có gì đâu đó. Ăn luôn á. Nó bay này. Bỏ đi. Nó ra này. Vừa. Từ nha. Em cản được, cứ đánh đi, em tanh được, cứ đánh em tanh được. Cứ đánh đi em tanh được. Sau. Gì luôn man fight, không đồ đâu. Gì được, theo được.
hết đam rồi. Lại lấy chung mít luôn, hiểu không? Lên đâu. Quang Thí La. Ok. Rồi, ăn đi anh hiểu không? Rồi, bỏ. Thu Lý La. Quay trở lại, trận đấu. Bảo rồi mà, con cứt là con hot mà. Con ỉa là con ăn. Really nigga. À nhầm, con ỉa là con xả mà. Con ỉa là con xả mà anh yêu ơi. Em gì cả cua. I'm joking. Stop. Em biết rồi. Biết hết. Quá là kêu. Trời ơi, đừng có khinh em. Dù gì người ta cũng là một top lane hàng đầu. Người ta phải nhiều champ thì người ta mới thi đấu chuyên nghiệp. Có cách chưa? Được không? Về đó. Ôi, một lane, hai lane rồi nhá. AD không bên team ơi. Rồi nhá, thua nhá, lùi đi Z ơi. AD không bên team, pin lên đi. Ui, Z đánh kia vậy. Lùi đi anh hiểu ơi. Có con lớn này. À, team đánh lẻ quá. Về đi nhóm. Đánh lẻ quá, đợi ba đo này. Em tê lên luôn nhá. Ừ, tê lên luôn được. Đây, anh em bắt nó lua. Kìa. Rồi đấy. Đi tê lê thế thì khó cho bạn luôn rồi. Bắn phai, nó không pha mà nó lấy đâu tiền nó mua đồ nhỉ. Nhiều bốc. Rồi. Sao đâu, ăn 2 đồng hồ, ăn câu được. Trong ra. Rồi. MV càng cua. Yeah. MV MVP. Hèn không có. Mình là game luôn này, win này. Để câu giờ mất thời gian thằng Khazit quá. Không cứ đứng gần anh chả biết làm cái gì. Ôi anh hiểu ơi, em tụt xuống 3 xong em nhảy vắt lên 1 anh hiểu ạ. Phải thế là. Ngon thế cũng ngon.